Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng em đã quay lại kênh của mình nha. Số tài khoản mình là 0355 356 356 nha. Bên mình là chuyên mua bán điện thoại cũ mới các loại nha anh em. Mình ở Cát Tiên Lâm Đồng ha. Quy định mua máy thì anh em mua làm cọc trước, cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cọc 100.000 Viettel. Hoặc là anh em chuyển khoản nha. Dưới phần mô tả video thì mình có để số tài khoản ngân hàng của mình. Thì mình thì mình có bán thì mình ship code toàn quốc. Tới nơi anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái nha. Trước khi thanh toán tiền còn lại cho shipper. Đó, tất cả các máy bán ra thì mình bao test anh em một tuần, bao đổi trả nha. Lỗi là đổi không lên tay nha anh em, bảo hành cho anh em một tháng. Đó. Lại quy thì nói chung là mua máy rất đơn giản thôi. Không dây dòng nữa thì mình xin giới thiệu máy hôm nay cho anh em nha. Đây con đầu tiên nha anh em là con G530 nha anh em. Samsung, nói chung con này thì mới có thôi. Anh em về xem YouTube thôi. YouTube thì xem thoải mái nha. Mình đào tải là cũng đăng ký hết rồi. Nói chung mà tài khoản đồ xem hết, anh em về bật YouTube là xem thôi. Đó. Ngon lành luôn, không vấn đề hết ha. G530 là một phần còn lại. G530 490.000 nha anh em. Máy đẹp càng sạc bèn luôn, thay vào mới rồi nè. Thay vào mới rồi, càng luôn 490k. Riba Pro, màn hình 5 inch, RAM 2/16 nha, đi 2004. Riba Pro. Con này vỏ luôn còn khá đẹp. Giá 1150 nha anh em. RAM 2/16GB. Zalo, Facebook, YouTube xài thoải mái nè. Mình xin nhắc lại luôn nha, tất cả các máy trong clip mình á là mình chỉ có kèm dây sạc và giá nguồn lực nha, không có kèm cục sạc nha anh em. Anh em nào mà mua cục sạc thì vui lòng cầm thêm 50k nha. Tiếp theo là Nokia 5.1 lút anh em. Nokia 5.1 lút. Con này ra 3 bộ nhớ 32 nha, màn hình 5.8, pin 3 ngày. Máy thì vỏ đẹp nha. Vỏ ok. Vỏ kính giá nguồn lực rồi. Nói chung là đẹp. Nokia 5.1 lút anh em. Nói chung là máy đẹp nha, kính đẹp, kính đẹp. Con này để đem giá 1.500.000 nha. 1.500.000. Tiếp theo là con Asus ha, Zenfone 3 Max nè. Asus. Con này màn hình 5.5 ha, RAM 3 bộ nhớ 32 luôn. Pin con này 4.000 nha. Máy đẹp nha anh em, kính đẹp luôn, đẹp nha. Tổng thể máy ok luôn. Con này để đem giá 1.290.000 thôi. 1.290.000. Suy 7 Pro nha anh em. Samsung Suy 7 Pro. Con này thì vỏ ring. Màn thì thay mới rồi anh em, màn thay mới nha. Tổng thể máy thì không xước xát hết nha anh em, đẹp nha. Cái vỏ ring này rất là đẹp luôn. Màn hình 5.5, RAM 332, pin con này là 3.600 nha. Samsung. Màn thay màn AMOLED nha anh em, màn xịn nha, không phải đeo nha. Nên là cảm ứng mượt mà. Rất là ok. RAM 3 bộ nhớ 32. Nói chung con này giải trí còn khá là ổn nha. 1.500.000 nha anh em, 1.500.000, máy đẹp luôn. Tiếp theo là con Oppo K3 nha. Oppo K3, con này thay vỏ mới rồi nè. Thay vỏ keng. Này mình mới thu khách, nó thu keng rồi. Đó. Máy đẹp nha, kính đẹp luôn. Kính đẹp, lưng đẹp. Con này RAM 6 bộ nhớ 64 ha, màn hình 6.5, pin 3765. Camera thì thuộc thò nha anh em, camera thuộc thò nha. Con này chip Snapdragon là 7710 anh em, cũng khá là mạnh. Chức năng ok luôn, K3 RAM 6/64, chip 730 A710. Đó, máy thì như mới luôn. Nói chung là người ta thấy vỏ đẹp như mới. Con này để em giá 2990 anh em, 2990. Đẹp keo hơn, full chức năng ha. 2990 như một máy mới luôn anh em. Oppo A5 bản nội địa ha. Con này nguyên zin, lưng sau thì màu đỏ sực sước nha. Kính màn đẹp anh em, màn này kính đẹp nha. Con này RAM 4 bộ nhớ 64, pin con này là 4230, màn hình thì 6.2. Con này màn thì phản quang đốm trắng trắng như đây. Nhẹ thôi. Tất cả chức năng đều ok hết ha. RAM 4 bộ nhớ 64 đi. Y như con A3S, chả có gì nha. 1.800.000 anh em. Giá khá là mềm nha. Nova 3i, máy riêng. RAM 428, màn hình 6.3 và pin con này là 3340. Máy nguyên riêng, kính đẹp, lưng đẹp. RAM 4GB, bộ nhớ 128GB. Đó, mọi chức năng được full hết nha. Nova 3i. Này 2.2 nha anh em, 2.2.
Nên mình có tiếp một con Samsung A51 này nha. Samsung A51 nha. Con này thì RAM 6 128 GB nè. Bộ nhớ khá là khủng nha. 6,5 inch và pin con này là 4000 ha. Máy thì nguyên riêng. Máy nguyên riêng. À, luôn đẹp. Kính đại giác là ngoài, kính đẹp nha, màn riêng nha em. Một cây riêng nguyên hết ha. 6 128 GB. Con này 35 anh em, 3,5 triệu nha. Máy quá đẹp. A51 Samsung. Mi 11 Lite 5G. Máy nguyên riêng. Đẹp và 99,9 luôn, nói chung như mày mới. Con này RAM 8 bộ nhớ 128. Đó, màn hình thì 6,5 inch, pin 4250. Kính đẹp, lưng đẹp, nó là không có chỗ nào chê con này hết nha anh em. Không có chỗ nào chê con này luôn. RAM 11GB luôn anh em, RAM 8+3. Con này để anh em giá 5,5 triệu nha, 5,5 triệu. Samsung J6 nút, con này thì vỏ thay mới keo này nè, vỏ thay mới hết hoàn toàn nha. Con này RAM 332, màn hình 6 inch, pin 3000. Xài mượt mà nha. Nói chung Zalo, Facebook, YouTube xài ok luôn. Nói chung là tùy theo tầm giá ha. Mình mua anh em cái lựa chọn con nào ưng alo mình nha. Con này đến em giá 1490, máy đẹp keng. Y9219, con này là của Huawei. RAM 464, màn hình 6,5 inch, pin 4000 luôn em. Mọi chức năng full ring nha. Con này kính đẹp, lưng đẹp. Máy mượt mà nha. Huawei Y9 2.2. Y21S, Vivo Y21S, màn hình 6.51, RAM 628 GB, pin con này 5000. Mọi chức năng đều full ring nha, máy đẹp trên 98 anh em. Y21S, máy đại giá ngân lực cho anh em à. Con này mới hết pin. Y21S đến em giá 34 nha, 34. Oppo A55, màn hình 6,5 inch, RAM 464, pin 5000, máy nguyên ring, lưng sao nhâm nhâm do sạc hợp lưng. Kính đẹp keng. Đại giá ngân lực cho anh em rồi. Oppo A55, RAM 464. $3,200 nha anh em, $3,200. Poco X3 Pro anh em. Con này là con Xiaomi nha, nhưng mà dòng nó là cao cấp bản Poco. X3 Pro màn hình 6.67, RAM 8, bộ nhớ 256 luôn anh em. Pin 5001. Chip xử lý 860 khá là mạnh nha. Chơi game bao ngon. Kính đại giá ngân lực rồi, đẹp keng không xuất sắc. Poco X3 Pro. 256 GB, RAM 8 GB. Tính ra 11 GB luôn anh em, RAM 8+3. Quá là khủng khỉnh. 4,7 triệu. Máy đẹp tầm 98, 4,7 triệu. Một con LG V50 ThinkWiz, con này RAM 628 GB, màn hình là 6,4 inch, pin 4000. Chip xử lý 855, chơi game bao ngon. Đây, LG. Mọi chức năng ngon, full ring nha anh em. Máy đẹp. Con này đánh giá tầm tổng thể ring 98%. LG V50 thì mình để giá anh em là 3350. Xiaomi C3, máy nguyên ring, lưng đẹp. Xuất sắc nhẹ nha. Màn hình 6,5 inch, RAM 332, pin 5000. Kính thì đại giá ngân lực cho anh em nè. Đó, máy nguyên riêng, màn sáng đẹp. C3, RAM 3, màn nhớ 32 GB. 1990 anh em. Tiếp tục là con Oppo A3s, máy nguyên riêng, lưng sao 6. Đó, màn hình 6,2 inch, RAM 216, pin 4230. Kính đẹp. Màn hình thì kính ok. Lưng sau thì xuất sắc như clip nha. Có sao thì quay lại chuẩn chỉnh cho anh em. Con này đến em giá 1350 thôi, 1350. Samsung A20s nguyên zin, RAM 4, bộ nhớ 64, màn hình 6,5 inch và pin 4000. Đó, lưng sau còn khá là đẹp, kính đẹp keng luôn. Đại giá ngân lực cho anh em rồi. Con này là A20s bản RAM cao. RAM 464 nha anh em. A20s nha anh em. Bản RAM 464 nó cũng cao đó. Con này để đem giá 2250 thôi, 2250. Tiếp theo là con Vivo Y21, màn hình 6.51 nha, RAM 464, pin 5000, máy nguyên zin, kính đẹp, lưng đẹp. Con này đánh giá phải nằm tầm mà cái này là miếng dán nha nè, miếng dán nha, chưa có lột ra nha. Trên 98 anh em, kính đẹp, lưng đẹp hoàn toàn luôn, máy khá là ok. Y21 nói chung là đẹp keng. Con này 28 nha nè, 28.
Samsung A32 màn hình 6.4 RAM 8 bộ nhớ 128 pin 5000. Máy riêng nguyên, lưng sau đồ nói chung là khá là đẹp luôn con này. Kính can luôn đã gắn lực cho anh em rồi. Mọi chức năng full, con này không có gì để chê nè. Samsung A32. Con này để anh em 41 thôi, 4 triệu 1. Realme C25i nguyên zin. Lưng sau còn rất là đẹp nha, không có xấu xước cả nha. Kính đẹp luôn, chỉ có viền sườn mình thấy có tróc tróc nhẹ nhẹ thôi. Còn kính can, lưng can. Con này cũng RAM 4 bộ nhớ 128 anh em, màn hình 6.5 inch và pin 5000 nha. Đó. Con này tèo nhanh cho anh em luôn, 2.7 triệu. 2.7 triệu, RAM 4 128 GB, pin 5000, trâu bò luôn. Rồi, clip này xin tạm dừng ở đây. Chào cả nhà nha. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha. Hẹn anh clip ngày mai. Nói chung là mỗi ngày mình lên một clip để anh em tham khảo. Được cái nào thì anh em cứ alo cho mình. Số điện thoại đặt hàng này 0355 356 356. Thân ái chào cả nhà. Hẹn anh clip tiếp theo.